Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên. Bên đây đang dịch nặng trở lại cho nên là nhà mình mua online mọi người ơi. Hàng mới tới. Đây là thịt bò xay. Đây là tim và gan của gà. Bí. Nấm. Ngò. Khổ qua, trời ơi khổ qua bên đây đắt lắm luôn. Một cái mà người ta bỏ một hộp như thế này là chứng tỏ là quý lắm. Hay vậy rồi bán cho mình cái chín rồi nữa chứ. Đây măng tây. Cải thìa, bok choy. Cải thìa bên này mắc lắm. Đây bên đây nó kêu là cải Trung Quốc. Đây cải thảo. Mình cũng rất là thích ăn này, ông xã cũng rất là thích. Còn đây là củ cải, cái này là nhà mình nấu súp hay dùng. Cái này là khoai tây. Đây là hàng organic, mình biết organic thiệt không? Order là đem tới như thế này. Này dùng bịch là bịch giấy chứ không phải là bịch ni lông. Đồ rau củ quả. Đây, đi chợ online. Thời Covid. Bây giờ mình sẽ chia sẻ giá cả ở đây cho mọi người xem. Đầu tiên đó là măng tây. Như đây là 44.5 đồng thổ, tức là 45 đồng thổ. Là khoảng 130, cứ nhân 3.000 mấy lên. Mắc quá nhỉ. Tới là ngò. Ngò sâu tức kịch ly ra rưỡi, tức là gần 20.000 nè. Gần 20.000 bao nhiêu ngò đây. Tiếp tới là hai cái khổ qua. Hai cái khổ qua là 25.8 thức lira, tức là 26 thức lira. Trời ơi, mắc quá luôn. Nhân 3 lên, 80 mấy nghìn đó. 4 mấy nghìn một cái khổ qua như thế này nè mọi người. Kinh khủng chưa? Đã vậy mà nó lòng nào nó cho mình cái khổ qua chín như thế này nè. Tiếp theo là nấm. Đây, nấm là 9.95, tức là 30.000 nấm, 350 gram. Và tiếp theo đó là cải bắp thảo. Này, xin là Chinese. Cải bắp thảo là 28.9, cũng gần 30. Cái tira là 90.000, gần 90.000 bao nhiêu đây. Mấy cái rau không phải bên này phổ biến là nó mắc. Bắp trôi hai cái là 19.8, tức là 20, tức là 60.000. Mỗi cái 30.000. Đó, 30.000 tiền Việt Nam đồng cái cải bẹ xanh như vậy. Lemon grass. Mỗi như vậy là được 3 tép, 8.000 một cái tép xả. Tiếp theo là cái củ cải. Củ cải đây, 7.92, tức là 8, tức là 24.000 một ký. Tiếp theo là cái củ khoai tây. Khoai tây đây, 9.61 là cũng gần 30.000 đó. Tại vì đây là mình nó để hàng organic nên nó mắc, chứ còn ở ngoài chợ thì rẻ hơn. Tiếp theo đàn là bò. Bò xay, đây. Mình để nấu canh mới khổ qua. Bò xay là gần nửa ký, là 31.48, là hơn 90.000. Bí 5.4. 5.4 là 10 mấy ngàn á, 15.000. 15.000 mấy, rẻ ha. Bí thì rẻ. Lòng gà thì hơn nửa ký là 6.6, khoảng gần 20.000. 6.3.18 đó, gần 20.000. Cái lòng gà này rẻ, nội tạng nó sẽ rẻ hơn là thịt. Còn đây là ớt. Khôi là vị hơn nửa ký, 9.55 là khoảng 30.000. Đó, giá cả ở thổ đó mọi người. Dịch bệnh lương giảm, thu nhập giảm mà đồ ăn thì tăng giá. Nghịch lý chưa? Chút xíu đây mà 221 và tới kích lira hơn 660.000 Việt Nam đồng. Vì dịch cho nên là mình order tiếp mọi người. Vì dịch cho nên mình hạn chế đi ra ngoài. Cho nên thỉnh thoảng mình vẫn đặt order trên mạng á, họ đem tới cũng nhanh lắm, rất là đúng giờ luôn, họ hẹn giờ nào họ tới giờ đó đó, chở xe dịch vụ chuyển vận chuyển tới. Thì đây là hàng organic, muốn mặt hàng cần thiết. Xả, xả ở đây đắt vô cùng luôn. Những cái mặt hàng mà rẻ ở Việt Nam á, rẻ ở nhiệt đới, ở đất nước nhiệt đới thì qua đây rất là mắc. Và còn đây là trứng, yumurta là trứng. Đây là hành baro. Đây là hóa đơn. Bánh mì.
bánh mì này rất là bự, bánh mì này nó rất là thơm. Bánh mì bình thường như bánh mì sandwich thì mình làm, mình có máy mình làm nhanh lắm. Chờ ngày mưa. Trái cây. Bánh mì simit hoạt dẻ 30 đồng 1 kg. Ai dễ bự ghê. Chanh. Quá trời rau luôn. Cá. Cá nục. Cá hồi rất là nhiều, cá hồi nhỏ nhỏ. Bí đỏ. Bắp 7 cái 10 đồng thổ, tức là 7 cái 30.000. Kim chi Thổ Nhĩ Kỳ, quá trời màu luôn. Kim chi làm từ đậu, cải bắp, dưa leo, ớt, cà rốt, quá trời luôn. Củ dền người ta cũng làm kim chi luôn. Liêu, phô mai. Quá trời bự luôn, 5 đồng thổ 1 ký. Hạnh nhân. Đi chợ thì sẽ đi ăn hàng đó mọi người. Đây là cái gọi là lọt ma. Mình lại rất thích cái này hơn là baklava. Đầu tiên là họ sẽ vào viên, sau đó là họ sẽ để vào chi như thế này, nó phồng lên và rưới nước đường syrup xung quanh. Khi ăn thì rất là giòn, vẫn giữ được độ nóng, không có quá ngọt và có vị béo thơm thơm nữa. This lọt ma. Ngon ngon. Theo mình thấy thì các món ăn vặt và đặc biệt là món tráng miệng ở Thổ rất là nhiều luôn đó, rất là phong phú. Và một điều ở chợ Thổ Nhĩ Kỳ mình thấy có cái hay đó là có bộ phận bảo vệ quyền lợi của người mua, người tiêu dùng. Ví dụ mình nghĩ là người ta cân thiếu á, thì mình đem lại cái bộ phận này. Mình nói là tôi thấy cảm giác như là cân thiếu và người ta kiểm tra lại nếu thiếu thiệt á, thì người ta sẽ phạt cái người bán và người mua sẽ được đền bù. Đó, ngay tại chợ luôn. Như vậy là video chia sẻ một chút về giá cả thực phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ mùa dịch bệnh của Nguyên đến đây xin được tạm dừng. Nguyên cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới.